Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với số review trên cao của Nếm TV. Và hôm nay thì mình sẽ thực hiện yêu cầu của những bạn khán giả sinh ra tại Quảng Bình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nếm một cái bãi biển khá là nổi tiếng từ trên cao nhé. 3, 2, 1, nếm. Ok, xin giới thiệu mọi người, mình đang có mặt tại bãi đá nhảy. Và hôm qua thì lẽ ra là đáng lẽ là cái video này nó cũng đã hoàn thiện rồi, nhưng mà thời tiết hôm qua khá là mù nên hôm nay mình đã thực hiện lại một cái video mới. Video kia thì chắc là chỉ có mỗi mình biết thôi. Đây là yêu cầu của những bạn khán giả ở tại Quảng Bình. Khi mà mình biết tin mình tới với Quảng Bình và mọi người đã yêu cầu là mình hãy review cái bãi đá nhảy này trên cao. Và hiện tại thì chúng ta đang được bay trên cái bãi đá nhảy rồi. Được rồi, bắt đầu thì chúng ta sẽ bắt đầu hành trình từ những cái chỗ mà đẹp nhất mà mình sẽ giới thiệu cho mọi người nhé. Đây chính là khu vực chính của bãi đá nhảy. Và bãi đá nhảy này nằm ở ngay bên cạnh cái chân của đèo Lý Hòa, thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Và vì là Quảng Bình chịu ảnh hưởng của khí hậu miền Nam nên bắt đầu từ Quảng Bình trở vào, các bạn có thể thấy được rằng là cái biển nó rất là đẹp. Nó đẹp xuất sắc luôn đấy. Cát trắng, nước trong và trời rất là nắng. Những ai mà yêu biển thì chắc chắn là đều ưa thích cái vùng biển từ Quảng Bình đổ vào giống như mình thôi. Để đi đến với bãi đá nhảy này thì không quá khó đâu. Chúng ta nó nằm ngay cạnh đường 1 luôn. Và rất là hay bởi vì cái đường 1 này nó khi mà tới chỗ Quảng Bình này nó rất chạy rất là sát với cả biển. Và bây giờ thì máy bay của chúng ta đang bay sâu sâu xa xa nữa. Nói qua về cái tên của bãi đá nhảy, tại sao lại là bãi đá nhảy, thì người dân ở đây cũng không biết. Người dân ở đây cũng không biết là tại sao nó lại gọi là bãi đá nhảy được. Tuy nhiên là có một số người phỏng đoán cho rằng là chính vì những cái hòn đá ở đây nó vươn ra biển, nó tách rời hẳn với cả ngọn núi chính ở cái chỗ đèo Lý Hòa này, và nó xen kẽ vào những cái làn sóng nên người ta gọi là bãi đá nhảy, nhảy cùng sóng. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ngắm cái con đèo này nhá. Đó, chính xác. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục. Hiện tại thì bãi đá nhảy này có rất nhiều cái bãi để chúng ta tắm. Tuy nhiên thì mình chọn cái bãi ở ngay gần đây chứ không phải là ngay lưng chừng đèo. Trên lưng chừng đèo có một lối xuống nữa. Ở đấy thì đấy, các bạn có thể thấy là mấy cái ô tô đang ở đứng ở dưới kia vậy. Tuy nhiên thì đường vào nó hơi khó, nó rất là khó để phát hiện ra nên mọi người thường là đến chỗ chỗ chính ở đây. Chỗ mà mình đang ngồi đây này. Đó, những hòn đá nhảy múa với cả sóng đây. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng di chuyển dần sang kia. Bãi đá nhảy này không có quá nhiều thông tin để chúng ta có thể là tìm hiểu, nhưng mà mình vẫn muốn review hết cho mọi người xem. Tất cả những ai mà đang có ý định tới Quảng Bình là một này, có những ai mà sinh ra ở Quảng Bình, và tất nhiên là chính là những bạn trẻ mà đã yêu cầu mình nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những cái thứ đặc sắc nhất nhá. Đầu tiên thì mình thấy mọi người hay tập trung ở cái khu đá nhảy như này này. Và các bạn có thể thấy là đá đó có những cái hòn đá nó nhô ra hẳn ra bên ngoài. Ôi sao dạo này máy bay nó gần sao nhỉ? Đây, nó ra hẳn ngoài như này. Những vách đá dốc thẳng đứng tạo lên những cái khung hình rất là đẹp. Rồi, bây giờ thì máy bay chúng ta sẽ bay và sâu vào nhé. Ok, rồi, dốc từ trên cao xuống thì chúng ta có thể thấy là máy bay đang bị báo là tốc độ quá cao, tốc độ motor quá cao. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ hạ dần độ cao xuống nhé. Và nhìn từ trên cao trở xuống thì chúng ta có thể thấy là nước biển ở chỗ bãi đá nhảy này rất trong. Chúng ta có thể nhìn thấy cả đáy luôn này. Đó. Và bãi đá nhảy này làm cho mình nhớ tới những cái vùng khác mà có phần núi đá nhô ra biển, như là ở Eo Gió hay là ở chỗ Minh Châu, Quan Lạn.
cũng có eo gió. Dốc thẳng đứng quá đẹp luôn. Rồi. Ok. Hôm qua thì mình tới đây mình thấy có rất nhiều người đã chọn cái chỗ khu vực này để làm cái chỗ cắm trại picnic. À cắm picnic thôi, không phải là cắm trại. Và mọi người đã mang theo đồ ăn và nướng đồ ở đây, rất là vui. Tuy nhiên là mình mong là các bạn hãy dọn rác sau khi mà tham quan. Bởi vì hôm qua mình thấy trên bãi đá này, hiện tại bây giờ thì cũng có rất là nhiều rác, thậm chí vỏ lon bia rất là nhiều. Hơi đáng tiếc. Bởi vì chính những người ở Quảng Bình mà phá thì gần như là nó sẽ làm mất đi cái cảnh quan quê hương các bạn. Và vô hình chung thì nó sẽ bóp chết cái du lịch ở bãi đá nhảy này. Ngày xưa khi mà giao thông với cả các phương tiện công cộng hoặc là các những cái hạng mục công trình nghỉ dưỡng nó chưa xuất hiện nhiều ở dọc bãi biển Việt Nam thì bãi đá nhảy cũng là một trong những tên tuổi được nhắc đến rất là nhiều. Tuy nhiên mà sau khi mà Việt Nam phát triển quá nhiều resort ở quanh ok, mình sẽ tập trung lái qua cái này đã. Ok. Rồi. Ok, và có những bạn trẻ đang vẫy tay như này. Đó thì mình tập trung quay lại cái vấn đề chính nhá, đó là sau khi mà có nhiều resort xuất hiện thì bãi đá nhảy cũng không còn được nhiều người nhắc tới nữa. Tuy nhiên thì mình thấy nó vẫn còn rất nhiều điều hay ho mà chúng ta nên tới để cảm nhận. Đây chính là cái khe này. Khe núi này đã tạo nên rất nhiều bức hình đẹp và mình thấy rất nhiều đôi đã tới đây để chụp ảnh cưới chẳng hạn. Đi bay lại một vòng. Và bên đây thì cũng có một cái đường để lên đây này. Mình sẽ chỉ cho các bạn luôn. Ngay khi mà bước tới chân xuống bãi biển thì chúng ta sẽ thấy một cái con đường để dẫn lên bãi đá nhảy đây. Và chúng ta sẽ lên trên đấy và chụp hình nhé. Ok. Đấy. Bay chờ hơi buồn ngủ một chút. Đây, 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 con đường đây. Dẫn lên trên đỉnh như này. Hơi lốp sáng thì ok đấy, lên trên đỉnh như này và chúng ta sẽ đứng ở đây chụp ảnh. Rất là hay, có một cái tượng nó trơ trọi ở giữa cái khoảng không như này, nó giống như kiểu một người đang đứng ấy. Đó, chính xác, đây. Nói vui tí, nó khá là giống với cả kiểu cổ ký của các cánh mày râu. Đấy, các bạn có thể thấy nó rất là giống nhưng mà mình chỉ nói tệ tệ thôi nhá. Nhưng mình không có ý gì đâu. Ok, và ở cạnh đó thì lại có một cái lỗ kiểu như này. Đấy, các bạn thấy một cái lỗ chưa? Đó. Không hiểu tại sao lại có một cái cục dài dài và một cái lỗ như này. Rất là tượng hình. Cái lỗ này thì làm cho mình liên tưởng tới cái cổng Tò Vò của Lý Sơn. Sẽ cho mọi người xem nhé. Đây. Nhưng mà không biết là ở đây thì cái trên cái đỉnh cái lỗ này thì mọi người không được phép lên đâu, bởi vì ban quản lý cũng có đặt biển cấm rồi. Nên chúng ta chỉ đi được những cái chỗ mà không bị cấm thôi. Ok, mình sẽ hạ độ cao dần xuống này. Và chúng ta sẽ cùng nhau ngắm cái lỗ này nhá. Ok. Hơi đang mất tầm nhìn nên là phải bay cẩn thận. Rồi đấy, có một cái lỗ xuyên thủng quá như này và chúng ta đứng đấy phâu hình người thì hai người lách vừa cùng một lúc được luôn. Rất đẹp, rất rất đẹp đó. Đây là một cái hang. No very worrying. Ok, không sao cả. Rồi và bây giờ thì mình sẽ kéo dài cái máy bay này tới theo dọc cái bờ biển để chúng ta thấy được cái bãi đá nhảy này nó dài như nào nhá.
Và hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích cho các bạn trong cái việc là lựa chọn những cái bãi biển đẹp tại Việt Nam để tham quan vào mùa hè này. Nào, bay xa một chút nào. Ra xa, ra xa. Ok, rất xa rồi. Bãi biển này kéo dài cỡ cả 2-3 cây số cơ. Nhưng mà chỉ có cái khu vực gần bãi đá nhảy này thì mới có dịch vụ đi kèm thôi. Đó, trời vẫn còn mù bởi vì là cái lượng hơi nước nó chưa đủ để hợp thành cái đám mây để mưa. Sau những trận mưa nên nó vẫn cứ mù mù như này. Chỉ có trời mưa xong thì nó mới đỡ thôi. Ok, vậy là sau hơn 10 phút bay lòng vòng trên trời thì mình đã giới thiệu cho các bạn một cái bãi đá nhảy mà cũng một bãi biển mà có tên là bãi đá nhảy, rất là cái tên nó cũng rất là ấn tượng tại tỉnh Quảng Bình. Và hy vọng là bạn nào tới Quảng Bình thì nhớ ghé thăm cái bãi đá nhảy này, bởi vì là nó cũng đáng để chúng ta tới tham quan, ghi lại những cái khoảnh khắc đẹp trên cái hòn đá mà vừa mình giới thiệu cho mọi người. Nếu như còn yêu cầu review một địa danh nào đó, lễ hội ẩm thực, văn hóa nào đó thì hãy để lại trong phần comment. Mình và team sẽ tới đó để thực hiện thay cho mọi người. Bye bye mọi người nhé. Mình là Tùng Nếm. Nhớ đừng quên like, subscribe để ủng hộ Nếm nhé.